Hi, chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh Tachoba.com. Khi mà anh em xem video này á, thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi là cái chương trình siêu sale trên Lazada đã kết thúc rồi anh em. Thì hồi nãy mình cũng đã chia sẻ cho anh em một cái video về cái voucher độc quyền ha. Thì mình cũng sẽ để link cứu cái voucher 400k dành cho đơn hàng 800k của VinFast bán những cái sản phẩm phụ kiện chính hãng của Xiaomi dưới luôn ha. Anh em nào mà quan tâm thì có thể bấm vào lấy để mua hoặc là xem lại cái video hồi nãy mình đã đăng cho anh em. Thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì cũng đã kết thúc cái chương trình siêu sale trên Lazada rồi. Thì anh em nào mà muốn mua gì thì tranh thủ mua trong cái khung giờ chiều này. Nếu mà không mua thì nó kết thúc thì nó khá là uổng. Mình thì mình cũng đặt rất là nhiều cái sản phẩm về review cho anh em. Khi nào mà về thì mình sẽ cố gắng lên cái video cho anh em trong cái thời gian tới ha. Thì trong cái chương trình siêu sale trên Lazada thì bây giờ anh em sẽ tập trung vào hai cái mục chính cho mình. Một á, là cái chương trình chỉ hôm nay. Trong cái chương trình chỉ hôm nay á, thì nó sẽ phân ra rất là nhiều cái mục. Anh em đừng có quan tâm nhiều đến những cái mục này để anh em gấu trí không biết mua gì ha. Anh em bấm vào cái phần voucher cho mình. Trong cái phần voucher này á, là để anh em có thể tham khảo và lấy những cái voucher từ Lazada, từ voucher Facebook, những cái voucher của Momo, voucher của Zalo Pay này, hay là những cái voucher dành cho cái chương trình chính nè. Ở dưới đây thì có voucher từ ngân hàng. Kéo xuống một tí thì anh em sẽ có voucher từ ngành hàng. Anh em quan tâm đến cái ngành hàng nào đó thì anh em có thể tham khảo. Nếu mà mấy ông muốn mua Sony hay là muốn mua sản phẩm này thì anh em thấy chưa, những cái voucher rất là khủng, mấy em thu thập đi, xem mua được gì thì mua. Còn hai nữa là anh em sẽ kéo qua đây và chọn cái voucher dành cho cái Lazada My, có nghĩa là dành cho cái gian hàng chính hãng ha, hoặc là voucher không tối thiểu. Mấy ông quan tâm đến cho tôi bao nhiêu đó. Xong rồi tiếp đến á, là cái mục thứ hai muốn chia sẻ cho anh em á, là cái mục Black Sale. Trong cái mục Black Sale á, thì nó sẽ chia ra thành rất là nhiều mục. Ở dưới đây nè, mấy ông để ý chưa? Đó, Bách Hóa Online nè, Yêu Công Nghệ, Đẹp Là Được, Sống Chắc. Mỗi cái mục á, thì nó sẽ chia theo nhiều ngành hàng. Mấy anh em mua thì mấy anh em chú ý nè. Ở đây á, thì anh em thấy có những cái sản phẩm nè, giá chỉ có 1 đồng thôi, anh em thấy chưa? Nhưng mà người ta đã mua hết rồi. Giá chỉ có 1 đồng thôi, anh em quan tâm đến ngành hàng nào đó thì anh em bấm vô. Chỉ còn Black Sale khung giờ mà anh em đang xem với lại 21 giờ nữa là hết rồi. Ha. Này, anh em bấm vô chữ Yêu Công Nghệ thì trong cái mục Yêu Công Nghệ này nó sẽ phân biệt ra cho anh em rất là nhiều cái sản phẩm. Nè, anh em chưa? Cái camera từ Shopmy luôn mà giá chỉ có 199.000, quá rẻ. Bán hết sạch rồi. Thì một lát anh em vào thì nó sẽ có những sản phẩm mới cập nhật thêm cho anh em. Thì anh em tranh thủ mua ha. Còn cái ba nữa là mình muốn chia sẻ cho anh em, đó là anh em sẽ tham khảo theo từng cái ngành hàng. Ngành hàng là gì? Ngành hàng là cái mục mà sản phẩm họ chia ra. Ví dụ như là thời trang hay là thiết bị công nghệ đây. Ví dụ như quan tâm đến thiết bị công nghệ, anh em bấm vô thiết bị công nghệ thì trong đây nó sẽ có đầy đủ những cái mục để cho anh em có thể tham khảo. Và những cái link này á, thì mình cũng sẽ tổng hợp dưới phần mô tả video hết cho anh em rồi. Thì anh em chỉ cần bấm vào tham khảo và mua thôi ha. Đó, mình chỉ chia sẻ cho anh em như vậy thôi. Anh em nào mà muốn mua gì trong cái khoảng thời gian này á, thì tranh thủ mua ha. Đây đến tối là hết rồi. Còn ông nào mà muốn mua hàng Xiaomi á, chính hãng mà giá rẻ thì tôi đã chia sẻ cho mấy ông hai cái mã giảm giá rồi đó. Mấy ông mua đơn hàng 800.000 chỉ thanh toán là 340.000 thôi, miễn phí ship cho khi mà mua 3 sản phẩm nữa. Mà ông mua một sản phẩm chính đi kèm theo hai sản phẩm phụ là sẽ được free ship thôi. Giá rất là rẻ. Thì trong video này mình cũng đã chia sẻ cho anh em về cái sự kiện cuối giờ sale cuối của Lazada. Mấy anh em nào quan tâm thì có thể bấm vào mua ha. Thì cái link của cái chương trình cũng giống như là link lấy mã giảm giá của gian hàng VinFast 400k cho đơn 800k thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video luôn. Mấy anh em vào tham khảo bấm và mua ha. Mua nhanh nha, cái mã số lượng có hạn đó. Không mua là hết thì chịu thôi, chứ khoảng chừng vài chục mã thôi chứ không có nhiều đâu. Cái này mình nghĩ đăng lên là anh em hốt sạch ngay mà. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.